Chúng tôi đã có sự quyết định của nhiều anh em trọng tài, ban giám sát và ban tổ chức trao giải phong cách cho chú chim 039. Hiện nay còn một nghệ nhân đoạt giải top 30 chưa cung cấp cho ban tổ chức tôi, nhưng vui lòng lên ghi cung cấp thông tin. Vòng tròn top 20 còn 2 phút nữa. Thank you.
Đã hết giờ. Sau khi vòng top 20 chúng tôi lòi tiếp 4 chú chim, thể thức thi đấu của vòng top 10 con thì chúng tôi sẽ xếp chim và theo thứ tự từ lớn đến nhỏ một hàng 5 con để vô bước vô chọn những chú chim có giải khuyến khích. Vô con. Thời gian còn 3 phút nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay quá, hai con có dồn Nhật Bản không? Chú chim loại đầu tiên 277. Dòng thi 6 con của chúng tôi bắt đầu. Dòng này chú chim bị hạ đầu tiên là chú chim nằm trong top khuyến khích của top 10. Con xin mời các anh em nhận dân đoàn khuyến khích chúng ta vui lòng tiến lại ban tổ chức để chúng tôi tiến hành ghi và trao cái chứng nhận cho các anh em nhận dân. Xin cảm ơn. Chúng tôi đồng ý hạ con 238. Xin chúc mừng năm chú chim trên còn trên sao. Thì năm chú chim này có giải nhất, nhì, ba, tư và đồng hạng tư. Chúng tôi sẽ hạ tiếp một con chim nữa để giải tư và đồng hạng tư. Chúng tôi đồng ý hạ con chim 083. Còn mỗi chú chim này tranh nhất gì 34. Anh sau khi anh Bình hạ xuống, anh Bình sửa lại làm chim dùm. Chúng tôi bắt đầu vòng chung kết nhất, nhì, ba, tư, bắt đầu. Chuẩn bị cho bên, chuẩn bị cho bên. Camera chuẩn bị sẵn rồi.
Tại vì nữa giờ muốn ra loại nước luôn cái loại gì nữa.